hai bạn gái nữa. Đó là vì uống rượu mà. Xin chào, xin chào. Xong năm chào xong bảy. Mà ra vào xong bảy cái tiện đường thế. Chào bạn Vi. Chúc mừng năm mới nha. Ôi quá tuyệt vời. Wow đây. Ngày Tết thế này thì còn gì bằng. Wow. Chào các bạn nha. Xin chào, xin chào. Anh em ngồi đây. Đây à, ngồi đây à. Chào ông Chiến. Đông là con nam đây nữa này. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chú. Thế này là sạch sẽ chưa? Cây đào của nhà ông Hải. Đang xịt để vệ sinh nền và bàn ghế. Xịt nước áp lực. Chợ Tết. Chợ Tết 28 Tết. Bán mía này, chè này. Đang rọc là rong rồi chứ đâu mà. Cái gì đây, cái gì đây? Đây, ông đi mua hai cái miếu về đấy. Chưa, ông đâu kính chưa, chưa? À, nhìn ngầu chưa? Không tránh ra để mở cửa cho ông vào nào, mau lên nào. Đây, hello ông đi mua hai cây miếu về để ông thờ đấy. Ông định mua hai cây mía để về thắp hương ngày Tết. Ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Ở quê ngày 28 Tết mà nắng như mùa hè thế này. Trời nắng đẹp. Rất nhiều nêu. Buổi tối cái tuyến đường này rất đẹp. Mỗi cái nêu là một chùm bóng nháy. Thắp sáng cả đoạn đường. Đủ các màu sắc. Xanh, đỏ, tím, vàng. Ngầu chưa? Khung cảnh quê hương của Nam
vào chiều tối 28 Tết. Rất nhiều nêu đã được dựng lên. Đến thời khắc này, tất cả mọi công tác chuẩn bị đã gần như xong xuôi để gia đình của Nam vào tối 28 tháng Chạp nha. Đi sinh nhật ơi, cả nhà đi sinh nhật nào. Sinh nhật thằng đấy là thằng gì nhỉ? Thằng Khang à? Đẹp chưa? Ngày Tết trang trí rất nhiều đèn nháy, rất nhiều màu sắc sặc sỡ, nhà nào cũng sặc sỡ ngay từ cổng vào. Hôm nay là sinh nhật đứa cháu. Chào mừng. Hôm nay đông vui quá nhỉ. Khoảnh khắc này là vào chiều tối ngày 29 Tết. Đây là cảnh về đêm 29 tháng Chạp trên quê hương của Nam. Cảnh buổi tối đẹp chưa? Rất nhiều cây nêu với bóng nháy nhiều màu sắc sặc sỡ. Làng quê của dòng sông Lam ngày 30 tháng Chạp. Hôm nay có mưa phùn, mưa bay. Thời tiết thế này rất là đẹp. Cháu chào bà. Dạ. Đây là những khóm hoa giấy rất lãng mạn. Ơi, đi đâu đây? Pha lẫn thêm làn khói sương mờ nữa, rất đẹp. Đây là một cái lắm lục cục về lắm rồi một bấm nhấn ngón. Hòa thoại đi thoại đi thiệt chết. Hòa thoại đi 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 thoại này em từ hỏi bạc đây bạc ba đập lắm làm mấy hàng to bộ hàng với 20. Đây rồi, rể đây. Xin mời vào. Ben với Trang đâu? Thế mà Nguyệt đâu Trang? Ừ. Ăn tất niên chiều 30 Tết. Mọi người đang chuẩn bị tối nay lầm lẩu. Đây là bộ phận hậu cần.
Bà Thảo, ông Đình đâu? Ông Đình đâu? Ăn cơm à? Lại chứ mà. Không. Ô, chào bác. Đêm 30 Tết. À, thông ơi, đâu rồi, ta thằng nhà bà Nga tới đây, thằng Trung tí xem. Thằng Trung tí ta về đi xem. Ông Định về chưa? Thông ơi, xem thằng bà Nga xem ông Định về chưa đi. Đây này, giờ này còn đọc sách ở cụ. Thôi kể ông. Đây, mọi người đang tuổi lẫn nhau đây. Chúc mừng năm mới. Mừng tuổi ông bà. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới ông bà nha. Wow. Wow. bắp không dậy xem bắn pháo hoa. Để bắp nám quay đâu người. Cha. Không có cái áo đẹp thế. Không chúc Tết năm mới nào, không chúc Tết năm mới nào. Mừng tuổi cho hai này, nhận đi. Năm mới là không được chê, ai mừng tuổi thì nhận hết. Đấy. Ừ, rồi, bấm đâu. Đây là chú Út này đấy. Chà. Rồi, ông ba làm nhiều tiền khác. Ừ. Hai, cho chân mềm nào, bấm. Có đây. Xiền đấy. Rồi, bấm đi đây. Cùng mẹ bỏ luôn. Ơi, mày mắn. Rồi, cảm ơn. Mai mốt phải đứng đợi ông cúi của cô là được. Ôi bảo nó chiêu nói với Nam rồi. Ờ, và là tao là cho thưa là phải ra trong ôm sâm nó đầu tiên. Đấy, ra trong cái ôm sâm đầu tiên. Về bệnh ơi. Ờ, rồi. Cảm ơn. Xin chào. Xong năm chào xong bảy. Ừ. Mà ra vào xong bảy cái tiện đường thế. Ô, chào bạn Vi. Chúc mừng năm mới nha. Ôi, quá tuyệt vời. Wow, đây. Ngày Tết thế này thì còn gì bằng. Ông Hoa. Chào các bạn nha. Xin chào. Anh em cho mày đây, ngồi đây. Đây à. À. Chào ông Chiến. Đông là con Nam đây nữa này. Chà.
Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chú. Hôm nay là rể, hôm nay là rể phải say. Hôm nay về phải say. Rể về say cho nhớ cái đất Nam Đàn. Say mới biết được đất Nam Đàn nữa. Đấy từ từ nó uống đấy đấy say mà say á. Để mình đi nó lắng ba nó cứ uống đấy. Mày cứ cái khốn đấy xuống đấy mà. Chưa còn ba chuyện thay đấy. Chuyện nó ra đâu vậy nhá. Chuyện ba đó. Không thay cái thành này chứ cái này. Ba là chủ nhà lên ngồi trái đi một rau nữa. Đây là đây là cháu đâu rồi cả ngày em ơi. Ban Tuấn. Vậy ban. Con mình ngồi xuống đi. Đứng bàn bè thôi được không em? Được cái kia rồi. Anh chặt ra chặt ra. Cùng ngồi thôi. Đúng rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đây ông đây bác đây bác đây bác đây nhất là vây vây gặp trong chảo lên rất giàu. Chúc mừng năm mới bà Đức. Mình bảo như anh người đàn ấy bốn mươi năm à chào mừng như một rẻ bé sáu sáu một cái đấy không có thằng rê về là giống đang ngay tiền bạc tóc bạc có thằng rê về thì có cái gì nó hơi đặc biệt hơn một tí. Hai người anh cãi luật sư là hai cãi lắm rồi anh lớn hả đưa bạn nha. Thôi bác về nhá, bác về dạ rồi ta vẫn ngồi đây đã. Đã ngồi đâu ngồi đây chưa rồi hả cứ ngồi đây từ từ mày cứ phải lo gì. Thì không ngủ ở nhà, thì ngủ ở đây thì mới lo. Tàn cuộc nó thế đấy. Tàn cuộc thì bếp lửa vẫn cứ năm nào ở mình. Còn ai về nhà nấy rồi.